Ngày 12 tháng 8 tại Vườn Quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Voi ngày 12 tháng 8. Trong đó, trung tâm tổ chức tiệc buffet cho 37 con voi nhà tại hai địa điểm ở huyện Lắk và huyện Buôn Đôn. Tại đây, hàng tấn hoa quả như thanh long, chuối, mía được bày sẵn giúp các con voi tha hồ thưởng thức. Nài voi Sisa Watnie, trú xã Karongna, huyện Buôn Đôn cho biết, qua ngày hội, voi được vui chơi, ăn thỏa thích. Các nài voi cũng được gặp nhau trao đổi kinh nghiệm chăm sóc voi tốt hơn. Ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là dịp nâng cao ý thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các chủ voi, nài voi và nhân dân về công tác bảo tồn, bảo vệ và sử dụng voi trong đời sống, góp phần cải thiện phúc lợi cho voi và nâng cao hiệu quả trong công tác chăm sóc voi. Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2009 đến năm 2021, có 22 con voi nhà bị chết vì những lý do khác nhau, khiến đàn voi nhà ở đây chỉ còn lại 37 cá thể tại huyện Lắk và Buôn Đôn.